Xin chào các bạn, hôm nay tôi mang đến cho các bạn một bộ phim tình cảm Hàn Quốc thoát ra khỏi thú vị tầm thường, tựa đề Tình Sự. Trên đường vắng vẻ không một bóng người qua lại, chỉ còn lại vài bóng hình lẻ loi chờ xe bus. Có một cặp nam nữ ngồi trước bến xe, họ khác với những nhân viên văn phòng về một khác, giống như một cặp tình nhìn đang yêu hơn. Chàng trai âu yếm vén làn tóc dài của cô gái nở một nụ cười ngọt ngào. Xe bus đã đến, chàng trai đứng dậy cùng cô gái đi đến trước cửa xe, tiễn cô lên xe, qua ô cửa kính, bọn họ nhìn nhau trìu mến, trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Chàng trai là Lão Vương, là ông chủ của một tiệm sách. Cô gái là Hữu Dung, là một giáo viên dạy múa ba lê trong một phòng tập nhảy. Sau khi Lão Vương tiễn Hữu Dung xong liền lên xe trở về cửa tiệm của mình, trong khi dọn dẹp nghe thấy tiếng kêu bất thường trong máy hút bụi. Mở ra xem thử, nó là một đôi bông tai tinh xảo. Lão Vương nhìn đôi bông tai, một nụ cười ngọt ngào. Những ký ức từ rất lâu hiện về. Đó là vào một buổi chiều, Lão Vương lần đầu gặp Hữu Dung ở đây, trang điểm nhẹ nhàng, mùi hương phảng phất vạn người mê. Lão Vương hành tẩu giang hồ nhiều năm vẫn là lần đầu nhìn thấy bảo vật nhân gian như vậy. Như vận mệnh an bài, hai người lần đầu tiên chạm mắt nhau, Lão Vương hỏi. Xin chào, có thể giúp gì được cho em không? Hứa Dung lại lắc đầu nói không cần đâu, cảm ơn. Khi cô chuẩn bị rời đi, lại quay đầu nói với Lão Vương bài hát trong cửa tiệm này rất hay. Nói xong liền lên tầng. Lão Vương nhìn cô gái này đến mất hồn, cơ thể mong manh khiến đàn ông điêu đứng. Lão Vương mất hồn nhìn theo bóng Hứa Dung rời đi. Ánh mắt rất lâu không thể rời khỏi. Ngay cả khi nhân viên đến nói chuyện với anh ta cũng không người thấy. Vài ngày sau, Hữu Dung lại lần nữa đến cửa tiệm, cô ta đi đi lại lại, dường như đang tìm sách gì đó. Chính vào lúc này, Hữu Dung đột nhiên ai ya một tiếng. Làm sao đây, bông tai của tôi đâu mất rồi? Lão Vương thấy vậy vội vàng chạy qua, quỳ xuống dưới đất giúp cô tìm bông tai, không ngờ trượt chân, cái mông đập mạnh xuống đất. Anh ta đã cố gắng rất nhiều lần nhưng vẫn không thể đứng lên được. Hữu Dung liền giơ tay ra. Lão Vương trên mặt biểu cảm ngại ngùng nhưng cơ thể lại rất thành thực vươn tay ra nắm lấy tay Hữu Dung. Khiến người ta vui mừng đó là cuối cùng dưới sự cố gắng của Hữu Dung, Lão Vương đã đứng dậy được. Cảm giác này giống như mình đã bị đánh bại ở trong tay Hữu Dung vậy. Anh ta lại lần nữa nhìn khuôn mặt của Hữu Dung đến mất hồn, cầm lấy tay cô mãi không buông. Hai người cứ như vậy lần đầu tiên được tiếp xúc da thịt với nhau. Hữu Dung nhìn người đàn ông trước mắt này, không nói gì cả chỉ che miệng cười. Bông tai không tìm thấy lại còn mất mặt trước người đẹp. Vì vậy không lâu sau anh ta liền chủ động tới lớp học tìm Hữu Dung. Đúng lúc cô đang luyện tập một mình, nhìn vào trong gương thấy Lão Vương đang đứng ở cửa và cầm trên tay vài tập truyện mà cô đã tìm kiếm từ lâu Kim Bình Mai. Hữu Dung rất vui mừng mời anh ta ngồi xuống và vừa gọt hoa quả vừa nói. Cuốn sách này hình như đã ngừng xuất bản, anh làm sao tìm được vậy? Lão Vương cười nói nhà tôi không chỉ có một bản minh họa mà còn có cả video, rảnh rỗi có thể qua xem. Có thể là hiện tại trong đầu Hữu Dung toàn bộ đều nghĩ về nội dung cuốn sách vì vậy không cẩn thận đã làm đứt tay. Lão Vương vừa nhìn, đây chính là lúc để thể hiện kỹ thuật chân chính rồi. Vì vậy trực tiếp nắm lấy tay. Dùng miệng để giúp cô hút máu. Hữu Dung là nghĩ không cần. Đừng mà. Nhưng anh ta vẫn hút. Vì vậy anh ta liền chớp lấy thời cơ hôn Hữu Dung. Hữu Dung lúc đầu hoảng loạn, sau đó ngại ngùng đẩy anh ta ra, không hề thương xót cho anh ta một bạt tai. Eo anh làm đau người ta. Rạng sáng ngày hôm sau, trong một căn biệt thự sang trọng, Hữu Dung trong bếp bận rộn chuẩn bị bữa sáng, chồng của cô ta ngồi một bên đọc báo. Thoạt nhìn giống như thế hệ thứ hai của một tập đoàn giàu có. Em gái của chồng không ngừng ở một bên làm phiền. Người chồng thấy vậy cũng không có nói gì, ngược lại trước khi ra ngoài, anh ta còn phân phó Hữu Dung như một người giúp việc. Hữu Dung dường như đã quá quen với tất cả thứ này, chỉ nói em biết rồi chồng. Một buổi tối vài ngày sau, Lão Vương ở cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa, Hữu Dung đột nhiên đi vào. Anh ta thấy vậy ngại ngùng nói hôm đó thật xin lỗi, tôi không nên hôn em, tôi sai rồi. Hữu Dung lại tiến lại gần anh hôm đó là nghiêm túc sao? Thật sự thích tôi sao? Nói xong liền ôm lấy anh ta và hôn. Cứ như vậy, hai trái tim cô đơn cuối cùng cũng quấn lấy nhau. Làm một chuyện gì đó không thể diễn tả được bên trong hiệu sách này. Một khoảng thời gian sau đó, bọn họ ngày càng gặp nhau thường xuyên hơn. Họ nói dối người nhà để ra ngoài hẹn hò, đi bái Phật, sau đó tận hưởng buổi chiều nhàn nhã trên băng ghế dài và lại tập thể dục nhịp điệu lần thứ hai. Dường như họ chỉ có thể cảm nhận cảm giác yêu thương trên cơ thể đối phương, tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình. Mẹ của Hữu Dung bị bệnh nặng, chi phí trị liệu cao ngất khiến cô gần như rơi vào tuyệt vọng. Để cứu mẹ, Hữu Dung không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn với người mà cô không yêu. Ngay cả khi người đàn ông này cũng không yêu cô, mỗi ngày đều coi cô như một công cụ để thỏa mãn, coi cô như một người hầu. Cô ta chỉ có thể âm thầm chịu đựng, vì tiền, vì chữa bệnh cho mẹ. Nhưng với Lão Vương không như vậy, cô ấy cảm thấy được là một con người khi ở cạnh anh ta, là một người phụ nữ được chăm sóc. Mỗi lần anh ta nhìn cô bằng đôi mắt nóng bỏng ấy đều khiến cô cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Bởi vì không yêu nên không hề mang cảm giác tội lỗi. Mục đích ở bên cạnh chồng đơn giản chỉ vì tiền. Vì vậy cô không hề bị đạo đức trói buộc, nhưng Lão Vương lại không thế. Anh ta không thể từ bỏ gia đình mình. Mặc dù không còn cảm xúc với vợ nhưng vợ anh không hề có lỗi gì. Anh ta còn có một cô con gái, mỗi lần đối mặt với mẹ con họ đều có một cảm giác hổ thẹn tội lỗi. Từ khi có Hữu Dung,
mỗi ngày lão Vương đều trở về nhà rất vui vẻ. Đến cả con gái cũng nhận ra anh ta có điểm khác, nói với mẹ, mẹ, mẹ có thấy gần đây bố như biến thành một con người khác không? Cả người trông rạng rỡ hẳn lên. Người mẹ lại không cho rằng như vậy, an ủi con gái nói. Có sao? Mẹ không thấy thế. Nhưng nói thì nói vậy, trong lòng vợ lão Vương cũng có chút bất an, lẽ nào lão Vương thật sự ngoại tình? Lão Vương có một người bạn tên là Cẩu Thặng, giống như lão Vương, anh ta cũng đã lập gia đình, cũng có một cô tình nhân trẻ đẹp. Nhưng khác với lão Vương là Cẩu Thặng không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn luôn tự hào khoe khoang trước mặt lão Vương. Anh ta nói tìm một tình nhân trẻ rất là bình thường, không những vượt qua được quãng thời gian nhàm chán, hơn nữa còn đem đến cho mình nhiều niềm vui hơn. Lão Vương mỗi lần nghe thấy lý luận của Cẩu Thặng chỉ cười mà không nói. Mặc dù miệng nói không tốt, anh làm như vậy có đáng mặt anh em không, nhưng bản thân lại không ngừng hưởng thụ nó. Hôm nay, Cẩu Thặng rủ lão Vương đi leo núi, Cẩu Thặng dẫn theo cô bạn gái nhỏ Tiểu Mỹ chính thức giới thiệu với lão Vương. Lúc này, Hữu Dung từ xa chạy lại, Cẩu Thặng vô cùng kinh ngạc, Eo thật nhìn không ra đấy người anh em. Bình thường trông giống như một quý ông không ngờ vậy mà lại giấu một tiểu tam xinh đẹp như vậy. Cẩu Thặng đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn Hữu Dung, nhưng có như không hỏi lão Vương quan hệ giữa hai người là gì. Lão Vương và Hữu Dung vẫn luôn giữ khoảng cách với nhau cười nói, bạn bè, chỉ là bạn bè. Cẩu Thặng hoang mang một chút, sau đó cười nói, đúng đúng đúng, bạn bè, Tiểu Mỹ cũng là bạn của tôi. Ha ha ha. Buổi tối họ cùng nhau xuống núi. Bốn người ngồi trong quán rượu nhỏ uống rượu, không khí rất ngượng ngùng. Cẩu Thặng tâng bốc nói, một ông chủ tiệm sách, một giáo viên dạy múa ba lê, hai người thật sự rất xứng đôi. Tiểu Mỹ bên cạnh nói tôi và Cẩu Thặng cũng là bạn bè, mặc dù tôi biết anh ấy đã có vợ, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến vị trí của anh ấy trong trái tim tôi. Vừa nói Cẩu Thặng liền ngay ở trước mặt Hữu Dung và lão Vương hôn lấy Tiểu Mỹ. Hành động này kích thích vô cùng, hai người sắc mặt ngại ngùng. Bọn họ rất ghen tị với cặp đôi Cẩu Thặng dám công khai bộc lộ tình cảm của mình, nhưng hạnh phúc thường ngắn ngủi, đã đến lúc nói lời tạm biệt. Vài ngày sau khi đi leo núi, lão Vương không tài nào liên lạc được với Hữu Dung, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, khiến lão Vương vô cùng sốt ruột. Loại cảm giác này giống y như một đứa trẻ khát sữa. Vì vậy anh ta đã xông vào lớp học nhảy để tìm Hữu Dung nhưng cửa đã khóa. Vào lúc lão Vương không biết phải làm sao thì tình cờ gặp Hữu Dung và chồng cô ta trong thang máy. Nhìn thấy cảnh này lão Vương mới hiểu chuyện gì xảy ra, vì vậy nhẹ nhàng đi vào trong, đứng bên cạnh Hữu Dung. Tay của chồng cô ta nắm lấy tay cô ta phía sau. Loại cảm giác này không biết phải diễn tả như thế nào. Sau khi chồng Hữu Dung rời đi, cả hai nóng lòng lôi nhau vào một phòng WC nữ công cộng ở bên trong làm ra chuyện khó diễn tả. Không lâu sau, lão Vương đến tham dự tang lễ của mẹ Hữu Dung. Anh ta thâm tình nói với cô, về sau bất kể như thế nào cũng phải để anh liên lạc được với em. Em phải biết anh đã tìm kiếm em khổ sở thế nào. Trở về nhà, lão Vương rất buồn, y như mẹ ruột mình mất vậy. Vợ của anh ta cảm thấy rất kỳ lạ, anh đi đâu vậy, cả đêm không về nhà. Lão Vương giải thích nói, à, mẹ của một người bạn mất. Người vợ nghe xong lại hỏi mẹ của ai mất vậy. Tâm trạng lão Vương không tốt, cũng không muốn giải thích nhiều, trả lời lấy lệ đầu anh rất loạn để anh yên tĩnh chút. Nói xong liền rời đi. Bên này, Hữu Dung trở về nhà. Lý do cô ta cưới người chồng hiện tại hoàn toàn là vì tiền để chữa bệnh cho mẹ. Nhưng hiện tại mẹ đã mất, không có gì để giữ cô lại. Vì vậy cô nói với lão Vương, em muốn ly hôn, nhưng anh cũng đừng lo lắng, em sẽ không cầu xin anh sống chung với em đâu. Đây là chìa khóa nhà em, về sau anh muốn đến lúc nào thì đến. Lão Vương nghe xong không nói gì cả, chỉ cười gượng. Mọi người đều nói giấy không gói được lửa, chồng của Hữu Dung cũng đã phát hiện ra sự thật vợ mình chụp cho mình một chiếc nón xanh. Vì vậy đã thuê một thám tử tư điều tra và biết được chuyện ngoại tình của vợ với lão Vương. Điều này khiến anh ta vô cùng tức giận. Đồ khốn, các người thật sự coi tôi như quả bóng sao. Vì vậy anh ta đã tính toán báo thù hai người. Muốn ly hôn phải không? Không có cửa. Vợ của lão Vương nhận được một cuộc điện thoại của chồng Hữu Dung và đem chuyện chồng cô ta ngoại tình nói với cô ta. Cô ta nghe xong thẫn thờ, chạy đến tiệm sách hỏi lão Vương. Lão Vương cúi đầu không nói. Người vợ nhìn lão Vương trầm mặc không nói, yêu càng sâu, hận càng nhiều. Vì vậy buông ra một câu đợi con gái lớn chúng ta hãy ly hôn, sau đó cố kìm nén nước mắt rời đi. Lão Vương cùng với bạn đi uống rượu, người bạn khuyên anh ta hãy đoạn tuyệt với Hữu Dung đi, trở về nhà xin lỗi vợ. Lão Vương nghe xong đau khổ khóc. Cái gì mới gọi là sống? Chỉ có ở bên Hữu Dung tôi mới cảm thấy bản thân được sống. Chỉ có cô ấy mới khiến tôi hiểu thế nào là yêu. Mặc dù tôi biết tôi có lỗi với vợ con nhưng tôi thật sự không thể rời xa. Người bạn nghe xong không nói gì nữa. Không lâu sau, lão Vương đưa con gái đi ăn. Cô bé ngây thơ dường như không biết bất cứ điều gì. Lão Vương nhìn con gái hoạt bát đáng yêu trước mắt, cảm giác tội lỗi trong lòng ngày một nhiều. Nhưng anh ta biết mình đã không thể quay đầu được nữa, bữa cơm lần này như một bữa cơm từ biệt. Lão Vương quyết định bỏ trốn với Hữu Dung, rời xa thành phố này đi đến một nơi không ai biết bọn họ, bắt đầu một cuộc sống mới. Sau đó lại người lại. Nhưng trên đường hai người rời đi đã xảy ra tai nạn, Hữu Dung bị thương nhẹ, vẫn còn sống. Trong đồn cảnh sát, vợ lão Vương đến nhận lại di vật, cảnh sát tường thuật lại cho cô ta về vụ tai nạn giao thông. Ngay lúc xảy ra sự cố,
Lão Vương đáng lẽ phải theo bản năng của con người bè lái sang một bên nhưng anh ta quyết định làm ngược lại, dùng cơ thể mình để che chắn bảo vệ cho Hữu Dung. Nghe đến đây, người vợ hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ đây là tình yêu. Một năm sau, vợ của Lão Vương đưa con gái đến viếng thăm anh ta. Hai mẹ con đau buồn nhìn tấm ảnh, cảm xúc lẫn lộn. Người vợ không hề nói chuyện Lão Vương ngoại tình cho con gái nghe để bảo vệ hình tượng người cha trong lòng con gái. Trên đường rời đi, họ bắt gặp một cô gái đẹp đang đẩy một đứa trẻ đi đến, và người này chính là Hữu Dung. Hữu Dung đứng trước cho cốt của Lão Vương, nhớ lại hồi ức giữa hai người, nở nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Nghiện Phim Review để xem những bộ phim tiếp theo.